Có rất nhiều anh em hay phản biện về hoặc là hỏi mình là có cần nên ghép cái phân tần toàn giải cho bát, toàn giải nhà anh em không? Cái phản biện ở đây là anh em phản biện là không cần, còn một số anh em là hỏi là có nên ghép thêm hay không. Đó. Thì như anh em mình trả lời hai anh em đây cùng một câu hỏi thôi, nó cùng một nội dung thôi. Đó là nếu như cái phân tần không được.